Xin chào các bác nhá. Nay làm một cái clip giới thiệu với các bác một bộ âm thanh với sự kết hợp của cổ điển và hiện đại. Ở đây thì em sử dụng một cái âm ly liền cơ than của Yamaha. Âm ly này là chức năng là 4 trong 1 ạ. Gồm âm ly này, đĩa than này, nghe AM FM và còn kết hợp là kết nối cổng ngoài AUX. Cặp loa thì em đang ghép với cả cặp loa của hãng BO ạ, hãng Bang Olufsen nhá. Model là 6504. Loa sở hữu hai đường tiếng, một chép và một bát 16 ạ. Nguồn phát thì ở đây sẽ lấy em sẽ dùng một phát là cái Xbox 360 nghe CD qua cái Xbox này và xuất âm thanh sang âm ly cơ than Yamaha nhé. Mời các bác nghe thử một cái đoạn nhạc của ca sĩ Phương Quân Thảo ạ. Phát em đang nghe CD qua cái Xbox 360 nha. Và xuất âm thanh analog sang âm ly cơ than Yamaha qua cổng AUX. Thank you.
chuyến tàu cuối ngày, tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn hút đường tàu lất phất mưa bay, ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi bỗng khóc thôi mau phố xây cùng sánh với anh chung lối về. Vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi, coi ngân tiếng dài kia tàu về bến xôn xao người gọi nhau, từng người xuống người có đuôi, tôi có trông mà chẳng thấy. Không phải.